Tỷ suất. Dạ. Xin chào quý vị, và đây là bài làm việc của Huy. Đầu tiên như Phương Trang. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. À, xin kính chào hai anh giám khảo. Dạ. Xin kính chào một anh MC cùng toàn thể quý vị khán giả thân thương kính mến. À, trước đây khi mình thi, xin ban giám khảo cho mình hát một câu vọng cổ. Dạ. Dạ, giao lưu. Dạ. Trấn Thành, giờ đã là Trạng Nguyên mà đệ vẫn còn uống được rượu quán nghèo ngày cũ à. Uống chứ đại huynh, tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương gì. Xin kính cẩn tay nâng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Viên rượu lạc Trạng Nguyên để xin dám uống một mình, đâu dám rót làm băng môi người nghe khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa, cởi áo mạo cân đai gửi cho quân hầu cần. Mặc nguyên áo cơ hàng mừng bán tướng tri, vậy rượu tương phụng đại huynh hãy uống đi. Uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiễn. Xin cảm ơn ạ. Dạ. Anh có đi diễn đi ca ở đâu? Không, nhà mình bán đồ. Mà mê hát vậy thôi đúng mê không? Mê hát ở nhà, nhiều khi bà con vòng vòng xóm á. Dạ. Cũng biết ca cái lương vậy đó, cái người ta có tiệc tùng người ta rủ là cái ca. Ca mình bán gì cái anh? Dạ. Mình bán gì? Em bán cửa hàng điện nước. Dạ. Dạ. Giờ em xin diễn. Dạ. Phụng Thiên Thừa Dẫn. Gì vậy? Khoan ủa thi chưa? Thi chưa ạ? Trời ơi. Không có. Sao ông manh động vậy? Không có. Mình ta lúc mình bấm chuông, mình sẽ nó bấm chuông trong này có. À. Dạ dạ dạ. À. Dạ mình làm lại sao? Okay. À tức là khi nào nghe bấm chuông mới được bấm hả? Dạ tao trong cái động này nó có bấm chuông luôn. Vô. Được. Hết hồn. Phụng Thiên Thừa Dẫn. Thách thức danh hài chiếu giết. Gian thần Trấn Thành quỳ xuống mà nghe chiếu chỉ. Thái giám Ngô Kiến Huy bấm chuông. Trấn Thành, tuổi của ngươi chắc chồng như núi. Từ khi ngươi làm giám khảo thách thức danh hài đến nay thì một tay nhà ngươi đã gây bao tội lỗi. Tuổi của ngươi được cụ thể quá như sau: hai chấm xuống hàng, khương vừa tuyển chọn, hàng vạn thí sinh chưa kịp ghi hình, ngươi cho quẹo phải, xuyên đánh cãi, đánh lập trường gian, gây bao quan măng cho nhà sản xuất. Ngươi còn kiếm chuyện cưỡng bức MC Thiên Ngô Kiếm Huy. Mình đã chiến thắng vang dội, thắng thắng là quá đáng, tội lỗi ngập đầu. Nếu muốn sống lâu phải lại liền mười lại khâm chỉ. Đây gươm lĩnh xin đao hạ lưu tình, ta nào hà hiếp MC. MC là những đấng bề trên thì làm sao ta dám đụng đến. Xin thánh tạ Long Ân. Vậy mà trong này có ghi sớ là của ngài, muốn ghi cái gì mà không được. 2 triệu. Dạ, dạ. Giang chúc khi mà vô thì mình vô, nhưng mà cái động bấm chuông thì trong này có nha. Nữa mình đi tiếp, nhưng mà ý mình nói chút mình nói gì, nhưng mà cái đoạn tới giữa sẽ có bấm chuông. Đúng rồi. Cho nên khỏi gần là chờ mình. Tôi là tôi thích anh đó. Anh dạ, là dạ. Người anh thông minh á, ăn gian giờ rất là hợp lý. Dạ. Nhưng mà ăn gian gì tôi chịu. Thà có đầu nào, tư. Anh gian cho nào tới nói mình tiếp anh. Dạ, đâu dám cãi anh. Dạ. Giờ tới chưa anh? Dạ. Rồi đó. Giờ tiếp hát tiếp vòng 2 ha. Vòng 2 à. Dạ. Vô, đang tình cảm đó. Phụng Thiên Thừa Dẫn cũng thách thức danh hài chiếu giết. Hôm nay Điền Quân đã giao cho ta trọn quyền xét xử vụ án cái thai quan. Vậy tên nào là thủ phạm Ngô Kiến Huy? Bước xuống sân khấu quỳ xuống mà nghe to phán xử. Bước xuống. Quỳ xuống. Bước xuống đi. Xong
mà bẩm quan cho ai nhấn chuông? Chỗ này xử mà được chứ ngầu dưới sao ta xử được? Người phải xuống quỳ xuống. Đúng. Mà bấm chuông. Có người bấm, người yên tâm. Để ông hả? Con tiện dân kia quỳ thẳng lên. Mời tể tướng Trường Giang lên bấm chuông. Đài đó. Ông đài hết phim đường. Tự nhiên tôi đang ở bề trên. Kêu người quỳ hả? Ta kêu người lết. À nè, một lát nữa nào ông kêu cameraman đâu, lên cầm tờ tờ sớm cho ta. À, lần đầu tiên lên điện luôn á. Bấm chuông nào. Ai biết. Anh bấm chuông anh biết sao tôi biết. Bấm chuông nào quỳ. Xa lá cây anh, xa lá cây. Dứt đạn màu đỏ đi Phan nha. Cho nên nó bấm mới bấm nha. Ừ. Màu đỏ là quẹo phải đó ông. Dạ. Rồi cho nè, bấm bấm nha. Dạ dạ. Mời bấm chuông. Ngô Ký Quy, sau khi chém đầu Trấn Thành, Công Tôn Sách khám lại hiện trường mới biết bào thai trong bụng của ngươi không phải của Trấn Thành mà 90% là của Trường Giang. Ta cho bắt Trường Giang. Trường Giang khai ra Khương Dừa. Bắt Khương Dừa khai thêm 6 ông quay phim. 6 ông quay phim khai thêm 7 ông hậu đài, 8 ông âm thanh, 9 ông ánh sáng. Vậy thôi ngươi, rốt cuộc cha ruột đứa bé trong bụng của ngươi là ai? Nhiều quá nhớ không nổi chứ gì. Nhìn lại đây. Chiến thắng vang dội. Thắng của chúng tôi đây và cần là tài giỏi. Hồi nãy mà em nghĩ là anh kết bằng cái câu 9 ông phải phim, 8 ông anh thăm, 10 ông ánh sáng. Ngô Kiến Huy, sao là đàn bà mà ngươi lan chạ dữ vậy? Có chút có đậu sao có anh mà tại... Ông, sao là... ông phải kết cái đó chứ không còn thời gian nhiều nữa đâu mà ông. Bây giờ anh còn thử em nữa không để biết đường đặng lên. Dạ dạ, giảng tuồng anh có thể lên. Giảng tuồng em lên nha. Dạ, dạ, xin rồi. Trời ơi, giảng tuồng nữa chứ. Có duyên nha, tôi thấy có duyên nha. Bây giờ ông có ổn không? Suy nghĩ cho kỹ nha. Dạ, em suy nghĩ qua này. 10 triệu là không. Em suy nghĩ cả tháng này. Ok. Hôm nay có khách đường xét xử vụ án tể tướng Trường Giang. Vậy ai là Trường Giang? Bò lên sẽ có quỳ xuống mà nghe to phán xử. Xử hết. Xử hết. Một lát nữa ông lâu Calamen là xử luôn.